chương, nhai cho kỹ. Thông thường bắt đầu bữa ăn người ta hay nói, Itazakimasu có nghĩa là xin mời, nhưng ở trường Tomoe Gaen thì khác. Bắt đầu bữa ăn lại là một bài hát, thầy là một nhạc sĩ và thầy sáng tác một bài hát đặc biệt để hát trước mốc ăn trưa. Thực ra thầy chỉ viết lời và dựa vào nhạc điệu của một bài dân ca nổi tiếng khoan, khoan, dô khoan mà thôi. Lời của bài hát do thầy hiệu trưởng sáng tác và như thế này, nhai, nhai nhai cho kỹ những gì bạn ăn nhớ nhai cho kỹ nhai cho kỹ cơm rau cá thịt chúng ta ăn chỉ sau khi hát xong các em mới nói itazaki masu lời của bài hát rất hợp với giai điệu của bài khoan khoan dô khoan đến mức sau đó nhiều năm có học sinh vẫn coi đó là bài hát để hát trước khi ăn có thể thầy hiệu trưởng do đã gãy mất mấy chiếc răng nên mới sáng tác bài hát này nhưng thực ra ông luôn luôn nhắc các em phải ăn chậm nhai kỹ vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Và như vậy có thể ông sáng tác bài này là cốt để nhắc nhở các em. Sau khi cất cao giọng hát, tất cả các em đều nói xin mời Itazakimasu và ngồi vào ăn những thức ăn của biển và của đất. Phòng họp yên lặng trong chốc lát. chương cuộc dạo chơi ở trường, sau bữa trưa, trước khi trở lại lớp học, nơi cô giáo đang đợi, tót to chan cùng các bạn vui chơi trên sân trường sáng nay các em rất chịu khó học tập cô nói vậy chiều nay các em muốn làm gì nào tót to chan chưa kịp suy nghĩ là nên làm gì thì cả lớp đã đồng thanh đi dạo ạ à. đồng ý cô đáp lại và tất cả bọn trẻ chạy lao ra ngoài tót to chan thường đi dạo cùng cha em và con rocky em rất hồi hộp vì chưa bao giờ nghe nói đến một cuộc đi bộ ở trường tuy nhiên vì em rất thích đi dạo nên em không thể đợi được mãi sau này em mới nhận ra rằng nếu buổi sáng các em chịu khó hoàn thành tất cả các công việc do giáo viên ghi lên bảng, thì buổi chiều các em sẽ được đi dạo. Tất cả đều như vậy, dù là học sinh lớp 1 hay lớp 6, 9 học sinh lớp 1 với cô chủ nhiệm đi sữa, cùng ra khỏi cổng và bắt đầu men theo con suối. Hai bên bờ suối là những dạng anh đào vừa nở hoa, những cánh đồng hoa mù tạc vàng trải dài hút tầm mắt. Con suối từ lâu đã không còn nữa, thay vào đó là những tòa nhà và cửa hàng mọc lên kín cả khu vực. Ngày xưa hầu hết vùng Gaoka này là những cánh đồng. Chúng ta sẽ đi đến đền Hon Bất du. Cô bé mặc áo có thêu con thỏ nói. Tên cô bé đó là SAC, cô Chan. Lần trước chúng em nhìn thấy một con rắn ở dưới áo. Sa Chan nói, sân đền có một cái giếng cổ. Ở đó có lần một ngôi sao đã ra xuống. Người ta kể như vậy. Vừa đi các em vừa díu rít nói về những điều mà các em ưa thích. Bầu trời màu xanh dợp cánh bướm bay. Sau khi đi bộ 10 phút, Cô giáo dừng lại, cô chỉ vào mấy bông hoa vàng và nói, các em hãy xem những bông hoa mù tạt này. Các em có biết tại sao hoa lại nở rộ rực rỡ như thế này không? Cô giải thích về phấn hoa đực và nhị hoa cái trong lúc các em xà xuống hai bên đường xem hoa. Cô nói với các em biết ong bướm cũng đã giúp cho hoa thụ phấn như thế nào. Sự thực bướm và ong rất bận rộn với công việc này. Sau đó cô giáo lại tiếp tục đi. Tất cả các em ngừng xem hoa và đứng dậy. Có bạn nào đó nói trông chúng giống như những khẩu súng ngắn, có đúng không nào? Tót to chan không nghĩ như vậy, nhưng cũng như các bạn khác, em tin rằng phấn hoa đực và nhụy hoa cái là rất quan trọng. Đi bộ thêm 10 phút nữa, các em đến một công viên đầy cây xanh, công viên này bao quanh đền hon bất su, vào đến sân đền. Các em tỏa ra khắp nơi, bạn có muốn xem giếng sao xa không? Sa chan hỏi và tót to chan đồng ý, chạy theo ngay, thành giếng trông như bằng đá, cao đến ngực các em có nắp đậy bằng gỗ các em mở nắp và nhìn xuống lòng giếng tối om tót to chan chỉ có thể nhìn thấy một vật tượng một tảng bê tông nhỏ hay một hòn đá chẳng có gì giống ngôi sao lấp lánh như em tưởng tượng sau khi nhìn một hồi lâu em hỏi bạn đã nhìn thấy ngôi sao chưa chẳng thấy gì cả sa chan lắc đầu trả lời tót to chan không hiểu tại sao ngôi sao không tỏa sáng có thể là nó đang ngủ em nói sau một lúc suy nghĩ sao cũng ngủ à sa chan hỏi hai mắt trận tròn tớ nghĩ sao ngủ vào ban ngày và thức dậy vào ban đêm để chiếu sáng tót to chăn nói nhanh vì em không dám tin là mình nói đúng sau đó các em tập hợp nhau lại và đi vòng quanh sân đền các em phá lên cười khi thấy hai bức tượng hờ bụng của hai ông hộ pháp ở hai bên cổng đền các em sợ hãi nhìn bức tượng phật đứng ở đại sảnh trong cảnh tranh tối tranh sáng các em ướm thử chân mình vào cái dấu chân to in trên đá mà người ta bảo là dấu chân của Tenga một con yêu tinh mũi dài. Các em đi bách bộ quanh ao và nói chuyện với những người đang bơi thuyền. Các em nhảy lò cò trên bãi đá cuội đen bóng loáng quanh các ngấm mộ. Mọi thứ đều mới đối với to, to chan. Và em cứ kêu lên vẻ kinh ngạc trước mỗi điều em vừa phát hiện. Đến giờ phải về rồi. Cô giáo nói. Khi mặt trời bắt đầu lặn. Và các em đi về trường theo con đường nằm giữa những cánh đồng hoa mù tạt và những cây anh đảo trong lúc đi chơi các em không thể nhận ra rằng những cuộc đi dạo này thời gian vui chơi rảnh rỗi của các em trong thực tế lại là những bài học quý giá về khoa học lịch sử và sinh học tót to chan bắt đầu làm quen với tất cả các bạn và em có cảm giác đã biết các bạn từ lâu ngày mai chúng ta lại đi dạo nhé em nói với các bạn như vậy trên đường trở về đồng ý đồng ý các bạn vừa chạy nhảy vừa trả lời những con bướm vẫn nhộn nhịp bay đi làm việc và bầu trời đầy tiếng chim hót líu lo, chống ngực tót to chan đập rộn ràng vì vui sướng. Trường, bài hát của trường. Mỗi ngày ở trường to mò lại có thêm một điều ngạc nhiên mới đối với em. Buổi sáng em nóng lòng muốn đến trường với mức em cảm thấy dường như bình minh đến quá muộn. Và khi về đến nhà, em kể chuyện như pháo gian, kể cho con Rocky cho bố và cho mẹ nghe về những việc em đã làm ở trường hôm đó, những chuyện vui và những điều bất ngờ, em kể say xưa đến mức đôi khi mẹ em phải nói. Thôi đủ rồi, không kể nữa, vào ăn đi con, ngay cả khi Tót To Chan đã hoàn toàn quen với trường mới rồi, em vẫn còn hàng núi chuyện để kể, và mẹ em rất vui vì mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Một hôm, ngồi trên tàu đi đến trường, Tót To Chan bỗng nảy ra câu hỏi không biết trường Tomoe đã có bài hát nào chưa em sốt ruột muốn mau đến trường để hỏi. Tuy còn hai ga nữa mới đến, song tót to chan đã đứng bên cửa sẵn sàng nhảy xuống khi tàu vào ga Jiju Gao Ka. Một phụ nữ lên tàu trước đó một ga, thấy tót to chan đứng yên không nhúc nhích, và ở tư thế sẵn sàng như một vận động viên chạy đang ở vào vị trí xuất phát. Bà này lầm bẩm em bé ấy đang có chuyện gì thế nhỉ? Tàu đến ga, tót to chan lao xuống như một tia chớp. Trong khi người soát vé vừa mới nói Jiju Gao Ka, ca, và con tàu chưa dừng hẳn, thì tót to chan đã nhẹ nhàng đặt chân lên sân ga và mau chóng biến mất sau cổng ra, bước vào phòng học toa xe. Tót to chan hỏi ngay tai chi, người vào lớp trước em, tai chan, trường mình đã có bài hát chưa nhỉ, tai chan, cậu học sinh thích môn lý, liền trả lời sau một thoáng suy nghĩ. Mình không tin là trường ta đã có. Ồ, tót to chan nói vẻ suy nghĩ, theo mình thì trường ta phải có một bài hát bọn mình có một bài hát rất hay khi còn ở trường cũ, và thế là em cất cao giọng, hát luôn. Dù nước hồ sen do rất nông em học được bao điều sâu sắc, tuy tót to chan ở trường cũ có ít ngày và lời của bài hát rất khó, song em đã học thuộc một cách dễ dàng. Tót to chan vẫn quan tâm đến chuyện bài hát, lúc đó các học sinh khác cũng đã tới đủ, các em cũng tỏ ra rất chú ý đến điều mà tót to cha nêu lên. Chúng mình hãy đề nghị thầy hiệu trưởng viết một bài hát cho trường, tót to, to chăn nói. Đồng ý đấy, các bạn khác gieo lên và tất cả kéo nhau đến phòng thầy hiệu trưởng, nghe tót to, to chăn hát bài hát về trường cũ và nghe các em nói về ý muốn của mình. Thầy hiệu trưởng liền bảo, thôi được, sáng mai thầy sẽ đem cho các em một bài hát. Thầy nhớ giữ lời hứa. Các em đồng thanh nói và xếp thành hàng một trở về lớp học, sáng hôm sau, lớp nào cũng được báo tin là phải tập hợp ở sân trường, tót to, to chan đi cùng các bạn. Tất cả đều rất sốt ruột, trước cái bảng đen kê ở giữa sân, thầy hiệu trưởng nói: "Nào, đây là bài hát về trường Tomoe của các em." Ông kẻ năm đường thẳng song song lên bảng và ghi các nốt nhạc lên đó, rồi ông giơ tay lên như một nhạc trường và nói: "Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hát nhé." Thầy hiệu trưởng bắt nhịp, cả năm mươi học sinh trong trường cùng hát: to "Tomoe, Tomoe, Tomoe, tất cả chỉ có thế thôi ạ." Tất to chan hỏi: trong lúc tạm dừng. Đúng, tất cả chỉ có thế, thầy hiệu trưởng tự hào trả lời. Bài hát sẽ hay hơn nếu có thêm lời đẹp viết thêm vào, tót to, to chan nói, vẻ đầy thất vọng. Ví dụ như dù nước hồ sen do rất nông. Thế các cháu không thích bài hát này à? Thầy hiệu trưởng hỏi, mặt đỏ bừng, nhưng vẫn mỉm cười. Theo thầy thì bài hát này tương đối hay đấy, không ai thích bài hát này vì nó quá đơn giản hình như đối với các em thả không có còn hơn là có bài hát mà lại quá đơn giản. Tuy rất buồn, thầy hiệu trưởng không tỏ ra bực mình, thầy đến trước cái bảng đen rồi xóa bài hát đi. Tót to chan cảm thấy các em hơi vụng về, nhưng cuối cùng, một cái gì đó đã để lại trong lòng em một ấn tượng mạnh mẽ. Sự thật là không một lời lẽ nào có thể diễn đạt đầy đủ hơn tình thương yêu của thầy hiệu trưởng đối với các em và nhà trường, nhưng các em chưa đủ hiểu biết để nhận ra điều đó. Chả mấy chốc các em đã quên đi ý muốn có một bài hát về nhà trường, và thầy hiệu trưởng cũng thấy không cần phải có một bài hát nữa, vì vậy khi thấy bài hát bị xóa đi thì cũng chấm dứt luôn câu chuyện về bài hát, thế là trường to mò e không bao giờ có một bài hát riêng. Trương, dọn đi cho sạch sẽ, trong đời tót to chan chưa bao giờ em phải lao động nặng nhọc, em nhớ mãi cái ngày em đánh rơi cái ví mà em ưa thích nhất xuống hố xí trong vì không có tiền nhưng vì em rất thích nó nên đã mang theo vào nhà vệ sinh. Đây quả là một cái ví đẹp, làm bằng vải mỏng, kẻ ô vuông, xanh đỏ và vàng. Ví hình vuông có cái khuy hình con chó săn sứ cốt giống như cái khóa của chiếc thắt lưng. Tót to chan có thói quen hay tò mò. Ngay từ lúc còn bé cứ mỗi lần vào nhà vệ sinh em lại nhìn xuống hố sau khi đi xong. Vì vậy, trước ngày đi học cấp một em đã đánh rơi đến mấy chiếc mũ xuống hố trong đó có một chiếc mũ nan và một chiếc mũ viền đăng tên trắng. Thời ấy nhà vệ sinh chưa có hệ thống rội nước như ngày nay, nó chỉ có một hầm chứa phân ở phía dưới. Do vậy khi rơi xuống, những chiếc mũ cứ nằm nguyên ở đó. Sau những lần ấy mẹ thường nhắc em đừng nhìn xuống hố sau khi đi xong. Hôm ấy, tót to chan đi ra nhà vệ sinh trước giờ vào lớp, em quên mất lời mẹ giận và lại nhìn xuống hố sau khi đi xong. Em tuột tay để chiếc ví rơi xuống đó tót to chan kêu lên khi cái ví biến mất trong hầm tối phía dưới tót to chan không khóc và cũng không chịu để mất cái ví em chạy đến lều của người coi trường với chiếc gáo cán gỗ to và dài mà người ta thường dùng để múc nước tưới vườn chiếc cán dài gấp đôi người em nhưng điều đó chẳng làm em bận tâm em kéo chiếc gáo chạy về phía sau trường và cố tìm cửa hầm chứa phân em đoán cửa hầm sẽ ở phía sau tường nhà vệ sinh nhưng phải mất một hồi lâu tìm kiếm em mới phát hiện ra cái nắp tròn bằng bê tông cách đó một thước vất vả lắm em mới nhấc nó lên được đây chính là cửa hầm mà em đang tìm kiếm em thò đầu vào lạ thật sao cái hầm này lại to gần bằng cái hồ ở hon bất du ấy nhỉ em kêu lên sau đó em bắt tay vào công việc em múc phân ra khỏi hầm chứa lúc đầu em múc ở khu vực em đánh rơi cái ví nhưng cái bể này vừa sâu vừa rộng lại rất tối vì nó là bể chứa của cả ba nhà vệ sinh hơn nữa nếu em thò đầu vào sâu quá rất có thể em sẽ bị ngã xuống đó em tiếp tục múc phân đổ ra khoảng đất xung quanh hầm hy vọng sẽ tìm được cái ví kia tất nhiên em kiểm tra từng gáo một xem cái ví có trong đó không em đã mất nhiều thời gian tìm kiếm mà chẳng thấy thăm hơi nó đâu cả liệu nó nằm ở đâu nhỉ tiếng chuông báo tiết thứ nhất bắt đầu em phân vân chưa biết phải làm gì bây giờ nhưng vì đã đâm lao phải theo lao em quyết định làm tiếp em dốc sức ra múc múc mãi một đấu phân lớn nằm lù lù khi thầy hiệu trưởng đi qua cháu đang làm gì đó ông hỏi tót to chan cháu đánh rơi cái ví tót to chan vừa trả lời vừa tiếp tục múc không để phí thời gian hiểu rồi thầy hiệu trưởng nói và bước đi hai tay đan chéo sau lưng theo thói quen mỗi lần ông ghi dạng thời gian trôi qua khá lâu mà em vẫn chưa nhìn được cái ví đống phân hôi thối mỗi lúc một cao thêm thầy hiệu trưởng quay lại cháu đã tìm thấy ví chưa ông hỏi. Chưa ạ. À. Tót to chan đáp. Lúc này em đứng giữa đống phân. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Hai má đỏ bừng. Thầy hiệu trưởng đi lại gần hơn và nói với giọng thân tình. Cháu sẽ hót trà vào bỉ sau khi tìm được ví chứ. Rồi ông lại đi tiếp như lần trước. Vâng ạ. À. Tót to chan phấn khởi trả lời và tiếp tục công việc. Em nhìn đống phân và bỗng thấy hơi lo lo. Khi làm xong mình sẽ xúc đống bã đồ vào bể. Còn nước thì sao? nước phân màu chóng thấm xuống đất. Em dừng tay và cố hình dung xem em sẽ phải xúc đống bã đổ vào bể chứa như thế nào vì em đã hứa với thầy hiệu trưởng. Cuối cùng em quyết định đổ thêm vào đó một ít đất ướt. Lúc này đống phân đã cao như núi. Cái bể chứa gần như đã cạn hết mà vẫn chẳng thấy cái ví đâu cả. Có thể nó đã dạt vào thành bể hoặc nằm chìm ở tận đáy rồi. Nhưng tót to chan không để ý đến nó nữa. Em thấy vui vì đã làm hết sức mình để tìm nó rõ ràng niềm vui mà tót to chan có được một phần là do thầy hiệu trưởng đã tôn trọng em thầy không mắng mà ngược lại còn tin vào em nữa nhưng điều này quá tinh tế và em chưa thể hiểu được ngay thông thường khi thấy tót to chan trong hoàn cảnh như vậy người lớn sẽ kêu lên trời ơi cháu đang làm gì đấy hay chấm dứt đi nguy hiểm lắm hay tốt hơn nữa là họ sẽ giúp em một tay chúng ta hãy nhớ lại câu hỏi cháu sẽ hót trả vào bể sau khi tìm được ví chứ thật là một thầy hiệu trưởng tuyệt vời mẹ em nghĩ như vậy sau khi biết chuyện về tót to chan kể từ đó không bao giờ tót to chan còn nhòm xuống hố xí sau khi đi xong nữa và em cảm thấy thầy hiệu trưởng là người có thể hoàn toàn tin tưởng và em càng yêu quý thầy hơn bao giờ hết tót to chan giữ lời hứa và đã xúc cả đống phân trà vào bể như cũ xúc ra mới vất vả chứ xúc vào thì có phần nhanh hơn em cũng đổ thêm vào bì một số đất ướt sau đó em cào phẳng mặt đất xung quanh đậy nắp lại như cũ và đem trả cái gáo vào liều của người coi trường đêm ấy trước khi đi ngủ tót to chan vẫn còn nghĩ về cái ví đẹp mà em đã đánh rơi xuống hầm tối em buồn vì mất cái ví nhưng cả một ngày cố gắng đã làm em mệt mỏi và ngủ thiếp đi trong lúc đó khoảng đất ướt nơi em làm việc dưới ánh trăng rất đẹp cứ sáng lung linh và cái ví đang nằm im đâu đấy chương tên của tót to chan tên thật của tốt to chan là tetsu trước khi sinh bố mẹ em cùng bè bạn và họ hàng thân thích đều đoán rằng đứa bé sẽ là một cậu con trai đây là đứa con đầu lòng nên mọi người muốn như vậy và mọi người quyết định đặt tên cho đứa bé sắp ra đời là toru cha mẹ em thích chữ toru viết bằng tiếng trung quốc có nghĩa là triệt để nên đã quyết định chuyển nó thành tên con gái bằng cách dùng lối phát âm xuất phát từ tiếng trung tetsu và thêm vào cái đuôi cô thường được dùng để chỉ tên con gái Thế là mọi người gọi em là Tetsu-chan. Chan là từ đệm thân mật thường được dùng sau tên trẻ em. Cái tên Tetsu-chan với em chẳng có nghĩa gì. Vì vậy, bất kể khi nào có ai đó hỏi tên em là gì, em thường trả lời tót to, chan. Thậm chí em còn cho rằng chan cũng là một phần của tên em đấy. Cha em đôi lúc gọi em là Toski, ký như thể em là một cậu bé. Ông thường nói, Toski lại giúp ba bắt dẹp ở những bông hồng này, nhưng chỉ trừ có ba em và con Rocky tất cả những người khác đều gọi em là To To Chan, dù em có ghi tên em là Tessu vào vở ở trường, em vẫn cứ tin rằng tên em là tốt To Chan. Chương: Các diễn viên hài kịch của đài phát thanh. Hôm qua To To Chan rất buồn. Mẹ em bảo, con không được nghe hài kịch phát trên đài. hồi To To Chan còn bé, máy thu thanh thường làm bằng gỗ và rất to, song chúng cũng rất nhã cái đài nhà em hình chữ nhật có một loa to ở phía trước mặt loa căng lụa hồng trang trí xung quanh có hai núm để điều khiển từ ngày chưa đi học tốt to chan đã thích nghe hài kịch ra go em dán tai vào màng lụa hồng của loa em thấy những câu pha trò của họ thật vui nhộn mẹ em chưa bao giờ phản đối việc đó cho mãi tới ngày hôm qua đêm qua một số người bạn của cha em trong ban nhạc đến nhà em tập bản nhạc thính phòng viết cho bộ tứ đản dây ông sunesha người chơi đàn sen lô, mang cho con mấy quả chuối đó. Mẹ em nói, tót to chan rất xúc động, em lễ phép cúi đầu chào ông ta Chibana. em cảm ơn ông và nói. Mẹ ơi, mấy quả chuối này ngon kinh khủng, sau khi mẹ cấm, tót to chan vẫn lén nghe hài kịch lúc cha mẹ em đi vắng, nghe các diễn viên hài kịch trình diễn hay, em thường cười phá lên, nếu có người lớn nào đó nhìn thấy cảnh ấy chắc sẽ ngạc nhiên vì sao một cô bé như em lại có thể hiểu được những chuyện khôi hài khó hiểu đến như vậy. Nhưng rõ ràng là các em có khả năng bẩm sinh hiểu được hài hước, dù còn rất bé, các em vẫn hiểu được lúc nào thì có chuyện để các em cười. Chương, một toa xe khác lại tới. Tối nay sẽ có một toa xe khác tới. Mizo Chan nói điều đó trong giờ nghỉ ăn trưa. Mizo Chan là người con gái thứ ba của thầy hiệu trường học cùng lớp với Tot To Chan, đã có 6 toa xe nối đuôi nhau làm các phòng học, ấy vậy mà lại sắp có thêm một toa nữa. Mizo Chan nói toa xe sắp tới sẽ là toa thư viện, tất cả các em đều rất hồi hộp. Mình chẳng hiểu toa xe sẽ vào trường bằng con đường nào nhỉ. Có bạn nào đó nói như vậy, chuyện có thể bàn luận sôi nổi đấy, im lặng một lúc. Có thể người ta sẽ đặt nó trên một chiếc xe bò. Một bạn khác nói làm gì có loại xe bò to đến mức có thể chở được một toa xe bạn nào đó đáp ngay mình cho là không có ý kiến cứ cạn dần các em đều nhận thấy rằng một toa xe không thể nào đặt vừa lên một chiếc xe bò thậm chí trên một chiếc xe tải bằng đường sắt tót to chẳng nói sau một thoáng suy nghĩ các bạn biết không rất có thể họ sẽ đặt đường dây từ đó vào trường mình từ đâu kia có bạn hỏi từ đâu ấy à từ nơi mà hiện giờ con tàu đang đỗ tót to, to chan nói và bắt đầu nhận ra ý kiến này của em cũng không hay lắm em cũng không biết hoa tàu sẽ từ đâu tới và dù thế nào đi nữa thì người ta không thể phá nhà phá cửa để đặt đường dây thẳng vào trường em được sau cuộc bàn tán chẳng đem lại kết quả gì dù bằng cách này hay cách khác cuối cùng các em quyết định chiều hôm đó không về nhà nữa mà ở lại để xem toa tàu sẽ đến như thế nào các bạn đề nghị miso chan đến gặp và hỏi cha em thầy hiệu trưởng xem liệu tất cả các em có được ở lại gặp đến đêm không mãi một lúc Mizo chan mới quay lại em nói và tàu sẽ đến rất muộn tối nay sau khi tất cả các con tàu khác đã ngừng chạy bất kỳ ai muốn ở lại cũng phải về xin phép cha mẹ trước rồi có thể trở lại trường sau khi ăn tối và nhớ mang theo quần áo ngủ chăn đắp ôi các em kêu lên vẻ xúc động thầy nói rằng chúng mình phải mang theo quần áo ngủ chứ lại cả chăn nữa phải không chiều hôm đó không một ai có thể chăm chú học được tan học các bạn cùng nước tót to chan đi ngay về nhà ai nấy đều hy vọng sẽ gặp lại nhau vào buổi tối cùng với quần áo ngủ và chăn đáp vừa đặt chân vào nhà tót to chan đã nói ngay với mẹ một toa tàu sắp tới chúng con không hiểu nó sẽ đến trường bằng cách nào mang theo quần áo ngủ và chăn con có đi được không làm sao mà mẹ em có thể hiểu ngay được đầu đuôi câu chuyện với cách nói như vậy quả thật mẹ Tót To chăn chẳng hiểu gì cả, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm trang của cô con gái, bà đoán có chuyện bất thường đang xảy ra, bà cứ hỏi dồn, cuối cùng bà cũng hiểu được sự việc, bà thấy Tót To chăn nên đi xem vì hiếm có dịp như vậy, thậm chí bà nghĩ bà cũng nên đi nữa, bà chuẩn bị chăn, quần áo ngủ cho Tót To chăn và sau bữa ăn tối dẫn em đến trường, ở đấy đã có khoảng chục em, trong số đó có cả mấy em lớn ở các lớp trên, nghe chuyện cung kéo đến xem một vài bà mẹ chắc cũng đi cùng với con, mặc dầu tưởng họ ở lại, nhưng sau khi giao con mình cho thầy hiệu trưởng, họ trở về nhà. Thầy sẽ đánh thức các em dậy lúc toa xe đến. Thầy hiệu trưởng nói với các em như vậy khi các em quấn chăn, ngủ ở phòng họp, các em cứ tưởng không thể nào ngủ được vì xốn sang không hiểu con tàu sẽ đến đây bằng cách nào. Nhưng vì quá xúc động nên các em cũng thấm mệt và chả mấy chốc đã buồn ngủ. Nhiều em ngủ rất say không kịp dặn nhớ đánh thức em dậy nhé, kia rồi kia rồi, bị những tiếng ồn nào đánh thức, Tót to chan bật dậy, chạy qua sân trường ra phía cổng, một toa xe lớn xuất hiện trong ánh bình minh, giống như trong mơ, toa xe đi trên đường cái không có thanh dây, nên không ồn nào. Nó được đặt trên một cái móc có máy kéo kéo từ ga Oimachi vào. Tót to chan và các bạn được biết thêm một điều mới đó là cái máy kéo. Kéo chiếc móc còn lớn hơn xe bò rất nhiều. Các em có những ấn tượng mạnh mẽ toa xe đặt trên cái móc cứ từ từ di động trên con đường vắng bóng người buổi sáng ngay sau đó là những tiếng rung chuyển mạnh thời bấy giờ chưa có cần cầu lớn do vậy đưa được toa xe xuống khỏi xe móc giặt vào vị trí ở sân trường là cả một công việc vất vả người ta đặt những cây gỗ to dưới toa xe rồi bắt đầu đẩy nó lăn xuống khỏi xe móc nhìn kỹ nhé thầy hiệu trưởng nói những cây gỗ đó gọi là con lăn đấy con lăn dùng để vần toa xe lớn đó xuống đất các em theo dõi rất chăm chú hò dô ta nào, hò dô ta nào. Những người công nhân vừa đẩy vừa hò, và mặt trời hình như cũng mọc lên theo cùng với nhịp hò dô, cũng như sáu toa xe khác đã có ở trong trường. Toa xe này sau nhiều năm tháng chở khách, đã bị tháo hết bánh. Cuộc đời lo chuyên chở con người của nó đã chấm dứt. Từ nay nó chỉ chở những tiếng cười của các em. Các em học sinh nam nữ mặc quần áo ngủ đứng xem dưới ánh nắng, ban mai, các em quá vui sướng tới mức không thể kìm được, cứ nhảy tưng tưng lên ôm lấy cổ thầy hiệu trưởng hoặc đu trên đôi tay của thầy, lạng trọng vì bị các em xô đẩy. Thầy hiệu trưởng mỉm cười vui sướng, các em cũng mỉm cười trước niềm vui của thầy, và không ai có thể quên được niềm hân hoan, hoan trong buổi sáng hôm ấy.